Thưa quý vị, kể từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia và hiệu quả mà cuộc vận động mang lại đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bao gồm các tiêu chí không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Và các tiêu chí này ứng với 8 trên 19 tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm hết sức cụ thể nhằm phát huy tối đa trách nhiệm của hội viên, nâng cao được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội như dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, vệ sinh đài tưởng niệm, khu vực văn hóa, sửa chữa, giảm giá, nâng cấp bê tông hóa các tuyến đường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, trồng hoa. Trên con đường ấp Ninh Bình, xã Bầu Năng, dấu ấn nông thôn mới hiện rõ từng ngôi nhà và cả nét mặt rạng ngời của người dân nơi đây. Với việc thực hiện các tiêu chí 503 sạch, trên tuyến đường không còn cảnh rác bừa bãi, thay vào đó, trước cửa mỗi nhà dân đều có các thùng rác tự quản. Rác thải sinh hoạt hàng ngày được người dân thu gom bỏ vào thùng có nắp đậy để đơn vị thu gom rác thải đem đi xử lý. Hồi xưa thì kiểu như mạnh người nhà người nào thì lấy làm lấy đốt hay là dục ngoài đường, nhưng còn giờ từ khi bên phụ nữ vận động thì đây gom rác đồ thì bỏ vô thùng. Từ ngày mà được nhờ sự hỗ trợ của mặt trận với phụ nữ xã thì chúng tôi đã có thùng rác rồi. Mỗi nhà sáng mai thức dậy thì dọn dẹp nhà cửa rồi rác thải thì đem để vô cái thùng rác tự quản. Một tuần là 3 lần xe rác nó đến lấy rác đi lần. Thì thấy cái cảnh quan ở đây thì nhờ vậy mà cũng được sạch sẽ. Thực hiện theo cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bầu Năng thì phối hợp với mặt trận Tổ quốc cũng như các ban ngành đoàn thể thì thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng bảo vệ môi trường. Thì qua đó đến nay thì các chị cũng đã tích cực tham gia và đăng ký thùng rác cũng như các đăng ký để thu gom xử lý rác thải. Còn đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Dương Minh Châu, để hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào chống rác thải nhựa, trong những năm qua, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, thay đổi hành vi trong thu gom, phân loại rác thải, cũng như biến rác thải nhựa, rác thải tái chế thành sản phẩm có ích, làm chậu hoa, từ đồ trang trí trong gia đình bằng những chai nhựa đã qua sử dụng, hay làm những máng thức ăn cho gà từ đường ống dẫn nước bỏ đi. Trong cái công tác tuyên truyền của hội trong các buổi sinh hoạt, thì hội phụ nữ thường xuyên tuyên truyền cho chị em nâng cao được cái ý thức bảo vệ môi trường và phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ. Chúng ta có những cái rọi rác thì chúng ta có thể là đem bán ra chai, và từ cái nguồn thu nhập đó chúng ta bỏ vào cái quỹ của hội để trao học bổng cho học sinh nghèo. Với phương châm bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã phát động và triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đến các cơ sở hội, đặc biệt là việc hình thành nhiều tuyến đường hoa. Trước đây thì con đường này cỏ rác mà người ta chưa có làm đường, đường đó cỏ rác um tùm. Từ lúc người ta làm cái cầu mở ra cái con đường bê tông này, rồi ngoài phụ nữ xã trồng cái hàng cây này, giờ con đường này nó sạch đẹp lắm. Lúc mà tới mùa trổ bông rồi vợ chồng tôi gọi là thiên đường không á. Về cái mặt tinh thần thì nó cũng phấn chấn lên. Thì sớm thì như trồng cây cũng chăm sóc, tỉa cành, tỉa nhánh, mình cũng bảo vệ cho cây nó tươi tốt. Từ những việc làm tưởng chừng rất nhỏ của hội viên hội phụ nữ đã tạo nên diện mạo mới cho các làng quê trong tỉnh. Từ khi có mô hình tuyến đường hoa đã giúp cho người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường. Từ đó chung tay tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, giúp các xã giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như trên con đường nhựa trải dài chạy dọc ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, hiện nay đã được tô điểm đẹp bởi nhờ sắc hồng của hoa tường vi và những luống hoa bưởi giờ đủ màu đang khoe sắc.
địa phương đều cũng tham gia để trồng hoa đẹp, và cũng người dân cũng góp sức đầu vô để cùng nhổ cỏ và tưới bón phân. Các hội viên ở cửa xã là cũng rất là tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của chính quyền địa phương. Hội cũng đã trồng và chăm sóc hơn 10 tiếng đường hoa để làm cho môi trường, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp hơn. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ và mỗi người phụ nữ, thời gian qua, mỗi cơ sở hội đã tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp 18 tuyến đường dài 8.500m, thực hiện 15 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh sạch đẹp với hơn 3.000 cây hoa hoàng yến, thực hiện tuyến đường ánh sáng an ninh. Cùng với địa phương với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động như cuộc vận động 503 sạch, các phong trào để nhằm thực hiện tốt cái việc xây dựng nông thôn mới, như vận động gia đình của cán bộ hội viên tham gia để đóng góp kinh phí để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó thì trên những tuyến đường thì vận động các hộ dân, các hội viên phụ nữ đóng góp kinh phí để thực hiện cái công trình thắp sáng đường quê. Đến nay thì xã Trường Đông thì đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Với các mô hình phong trào giữ gìn bảo vệ môi trường của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tập trung phát động cho các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch với cái thay đổi về nội hàm để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới, với những cái tiêu chí cụ thể phù hợp, gắn với cái giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, giá trị quốc gia dân tộc, để qua đó góp phần cái thực hiện cái hiệu quả cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai nữa sẽ là tổ chức thí điểm thực hiện cái tiêu chí năm có ở trên địa bàn các xã thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì cái năm có gồm có là có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa. Cái thứ ba nữa mà tỉnh hội cũng tập trung triển khai thực hiện là chỉ đạo cho các cấp hội thực hiện, đó là trong cái thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới thì phải gắn kết chặt chẽ 8 tiêu chí của cuộc vận động với các hoạt động phong trào hội, với hoạt động phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương và 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy rằng, với cách làm năng động và sáng tạo, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch với những việc làm thiết thực đã giúp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh thay đổi nhận thức, thể hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này đã hết. Thân mến, chào tạm biệt.